Xin kính chào quý vị và các bạn. Hà Giang rất vui được là người đồng hành cùng quý vị trong chương trình Thế giới 24/7 nóng số đầu tiên trong năm mới Giáp Thìn 2024. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới an lành và hạnh phúc. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý của thế giới trong tuần qua. Mỹ đã phát đi cảnh báo nóng về khả năng xung đột trực tiếp với Nga nếu Ukraine bị cắt hoàn toàn viện trợ. Cảnh báo này làm dấy lên nhiều lo ngại sau khi dự luật tài trợ cho Ukraine không thể thông qua tại Quốc hội Mỹ. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Shah cho biết, Mỹ không loại trừ khả năng xung đột trực tiếp với Nga nếu gói viện trợ bổ sung cho Ukraine không được phê duyệt. Theo bà Shah, hậu quả từ việc Mỹ ngừng hỗ trợ Ukraine rất lớn và Nga sẽ không dừng nỗ lực tìm kiếm quyền kiểm soát lãnh thổ mới. Cũng theo bà Sabrina Shah, nếu Nga tấn công một quốc gia thành viên NATO, điều này rõ ràng sẽ dẫn đến đối đầu quân sự trực tiếp giữa Liên minh Nga và nước Mỹ sẽ thực hiện cam kết bảo vệ mọi thành viên NATO. Nếu Mỹ ngừng hỗ trợ Ukraine, Nga sẽ không dừng lại và tìm cách mở rộng quyền kiểm soát bên ngoài biên giới Ukraine hướng đến NATO. Nếu Nga tấn công một đồng minh NATO, chúng ta sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Vì vậy, hoặc chúng ta viện trợ ngay bây giờ, hoặc phải chi tiền nhiều hơn sau này để đối phó Nga. Bất chấp cảnh báo, Thượng viện Mỹ đã không thể thông qua gói ngân sách bổ sung 118 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine. Mỹ đến nay vẫn là bên viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine. Tuy nhiên, sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối cứng rắn đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì viện trợ của Mỹ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa bác bỏ kế hoạch do Hamas đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Những khác biệt kể trên đang là trở ngại đối với tiến trình đàm phán về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cũng như đẩy cơ hội hòa bình cho Gaza thêm xa vời. Hamas trước đó đã đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 135 ngày. Theo đó, tất cả con tin sẽ được tự do, Israel sẽ rút quân khỏi Gaza và đã được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Điều quan trọng là Hamas đề xuất nhóm này sẽ nắm quyền kiểm soát Gaza, trong khi đề xuất trước đó do các nhà đàm phán Qatar và Ai Cập đưa ra không đề cập việc ai sẽ kiểm soát khu vực này sau xung đột. Thủ tướng Israel Netanyahu đã gọi đề xuất của Hamas là ảo tưởng, đồng thời nhấn mạnh Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc khiến Hamas sụp đổ. Thủ tướng Israel tuyên bố chiến thắng toàn diện trước Hamas là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột kéo dài 4 tháng qua ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh áp lực quân sự tiếp tục là điều kiện cần thiết để giải phóng con tin. Chúng tôi đang trên đường hướng tới chiến thắng hoàn toàn và chiến thắng là có thể đạt được. Vấn đề không phải là vài năm hay thập kỷ mà là vài tháng. Hiện Mỹ cũng chưa tán thành bất kỳ đề xuất ngừng bắn cụ thể nào. Trong chuyến thăm Trung Đông mới nhất, Ngoại trưởng Antony Blinken đã nói với nhà lãnh đạo Israel rằng Mỹ xem việc thành lập một nhà nước Palestine là cách tốt nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực. Tòa án phúc thẩm Liên bang Mỹ đã ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump không được hưởng quyền miễn trừ truy tố liên quan đến cáo buộc ông can thiệp bầu cử Tổng thống năm 2020. Liệu điều này có đe dọa cơ hội quay trở lại ghế Tổng thống Mỹ của ông Trump? Hội đồng thẩm phán của Tòa phúc thẩm cấp quận Columbia đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng ông được hưởng quyền miễn trừ vì năm 2020 ông đang là Tổng thống. Tuy nhiên, hội đồng thẩm phán khẳng định vì mục đích của vụ án hình sự này, cựu Tổng thống Trump đã trở thành công dân Trump. Ông không được hưởng bất kỳ quyền miễn trừ hành pháp nào trong cuộc truy tố này. Phán quyết này làm gia tăng khả năng ông Trump sẽ phải đối mặt với các phiên tòa hình sự chưa từng có thể quyết định đối với chiến dịch tranh cử năm 2024 và cả tài sản của ông. Ông Trump hiện đang đối mặt với 4 vụ truy tố hình sự, và nếu bị phán quyết có tội, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động tranh cử của ông và dẫn đến những kịch bản chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Mỹ. Việc ứng viên của một đảng lớn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong các cuộc thăm dò dư luận có thể phải đối mặt với các vụ truy tố hình sự là điều chưa từng xảy ra. Việc người đó bị xét xử, thậm chí bị kết án trong giai đoạn bầu cử sơ bộ cũng chưa từng có tiền lệ. Ông Trump hiện là ứng cử viên dẫn đầu để giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa, dự kiến sẽ đối đầu với ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Trong cuộc thăm dò mới nhất, ông Trump dẫn trước ông Biden 5% với tỷ lệ 47% và 42%.
Thưa quý vị, thế giới sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng nợ kéo dài trong 10 năm tới và có một kết cục bất ổn với cái chết tài khóa từ từ ở nhiều quốc gia. Đó là cảnh báo do các chuyên gia kinh tế đưa ra trong bối cảnh tổng nợ toàn cầu lập kỷ lục 307,4 nghìn tỷ đô la Mỹ vào tháng 9 năm ngoái. Các số liệu cho thấy, cả các quốc gia phát triển và mới nổi đều chứng kiến nợ tăng mạnh với mức tăng thêm là 100 nghìn tỷ đô la Mỹ so với cách đây một thập kỷ, một phần do lãi suất cao. Tỷ lệ nợ so với tổng sản phẩm GDP toàn cầu đã tăng 336%. Khoảng 100 quốc gia trên thế giới sẽ phải cắt giảm chi tiêu đối với các hạ tầng xã hội quan trọng gồm y tế, giáo dục và an sinh. Tôi dự báo 10 năm tới sẽ là thập kỷ của nợ. Vấn đề nợ trên toàn cầu sẽ trở thành một cuộc khủng hoảng và cuộc khủng hoảng đó sẽ không kết thúc tốt đẹp. Một nước lớn không giải quyết được vấn đề nợ nần sẽ đối mặt với cái chết tài khóa từ từ. Nói một cách dễ hiểu là vỡ nợ. Trong số các nền kinh tế mới nổi, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil là những nước mà nợ tăng nhiều nhất. Việc trả nợ sẽ ngày càng trở nên khó hơn khi dân số của các nước phát triển tiếp tục lão hóa và số người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm. Nhiều tuần nay, nông dân trên khắp châu Âu đã xuống đường biểu tình, chặn các tuyến đường phố, các tuyến đường dẫn về các cảng, khiến giao thông tắc nghẽn, thậm chí lái xe kéo, xe tải bao vây tòa nhà nghị viện châu Âu. Vậy đâu là nguồn cơn của làn sóng phẫn nộ đỉnh điểm này? Làn sóng nông dân châu Âu biểu tình bắt đầu từ tháng 1 và gây chấn động dư luận. Các cuộc biểu tình diễn ra trong lúc chi phí năng lượng, phân bón, vận tải tăng lên, trong khi các chính phủ giảm giá lương thực trong bối cảnh lạm phát. Ông Shannon Fourcade, giảng viên kinh tế cấp cao tại Đại học Lancaster của Anh cho rằng thỏa thuận xanh châu Âu là nguyên nhân khiến nhiều nông dân tức giận. Thỏa thuận này nhằm ứng phó với các vấn đề khẩn cấp về khí hậu nên áp dụng các biện pháp hạn chế như thuế carbon, cấm thuốc trừ sâu, hạn chế phát thải nitơ và sử dụng đất nước với nông nghiệp. Không chỉ vậy, nông dân nhiều nước, đặc biệt là ở Đông Âu, bất bình về việc nhập khẩu nông sản giá rẻ từ Ukraine từ khi xung đột tại nước này nổ ra. Trước tình hình này, chính phủ các nước đã và đang tìm cách xoa dịu những người biểu tình và đưa ra những nhượng bộ cho nông dân trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 6. Những ngày này, cùng với Việt Nam, 1/5 dân số toàn cầu với khoảng 2 tỷ người ở gần 20 quốc gia, chủ yếu là ở Đông Á và Đông Nam Á, đang rộn ràng đón Tết Nguyên đán. Dù phong tục không giống nhau, nhưng hầu hết người dân ở các nước này đều đón xuân với nhiều hoạt động, với mong muốn một năm mới bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Giống như các nước đón Tết âm lịch, Tết Nguyên đán là thời điểm người dân Trung Quốc về quê và đoàn tụ gia đình. Ước tính có khoảng 9 tỷ lượt đi được thực hiện trong cao điểm dịp Tết. Là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn bởi văn hóa Trung Hoa, nên cả Singapore và Malaysia cũng coi Tết Nguyên đán là dịp lễ chính. Tại Hàn Quốc, Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng nhất, đồng thời là cơ hội để tỏ lòng thành kính với tổ tiên và người cao tuổi. Mỗi quốc gia có cách độc đáo riêng để chào mừng Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, bản chất của lễ hội vẫn giữ nguyên, đó chính là dịp để đoàn tụ với những người thân yêu, gia đình quây quần bên nhau, tưởng nhớ tổ tiên, thưởng thức các món ăn truyền thống, trao đi những lời chúc tốt đẹp và chia sẻ những dự cảm tốt lành về một năm mới đang đến gần. Đáng chú ý, năm này là năm đầu tiên kể từ khi Liên Hợp Quốc công bố Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hàng năm như một sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hóa cổ truyền Á Đông, nơi có Tết âm lịch là dịp lễ quan trọng nhất. Thông tin thú vị vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới 24/7 nóng tuần này. Xin kính chúc quý vị và các bạn đón xuân vui vẻ và năm mới bình an thịnh vượng. Hẹn gặp lại quý vị trên kênh sóng của NTV và các hạ tầng mạng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.